đôi mắt nói gì về sức khỏe của bạn? Nếu bạn bỗng nhiên bị đau mắt đỏ, nhức mỏi mắt, chảy nước mắt liên tục, thì có thể mắt bạn đang phát tín hiệu gì đó về tình trạng sức khỏe của bạn. Mắt đỏ ngầu hoặc là mắt đỏ có thể gây ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như dị ứng, khô hoặc là viêm kết mạc đau mắt đỏ, hoặc thậm chí các vấn đề nghiêm trọng hơn như tăng nhãn áp hoặc là viêm màng bồ đào. Tuy nhiên, mẩn đỏ dai dẳng có thể là dấu hiệu của huyết áp cao hoặc tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Nếu nó đi kèm với đau, tiết dịch hoặc là thay đổi thị lực, bạn cần đi khám ngay để ngăn chặn bất kỳ tình huống xấu nào. Kế đến là mắt vàng. Lòng trắng của mắt thường sáng và trong, nhưng màu vàng được gọi là vàng da có thể chỉ ra các vấn đề về gan hoặc là túi mật. Khi gan không thể xử lý hiệu quả bilirubin, một sắc tố màu vàng, nó sẽ tích tụ trong cơ thể dẫn đến vàng da và vàng mắt. Khô hoặc là ngứa dai dẳng. Mặc dù thỉnh thoảng bị khô hoặc là ngứa có thể là do các yếu tố môi trường hoặc do nhìn vào màn hình thiết bị điện tử quá lâu, nhưng tình trạng khô mắt kéo dài có thể là dấu hiệu của tình trạng tự miễn dịch tiềm ẩn hay còn được gọi là hội chứng Sjögren. Ngoài ra, viêm bờ mi, viêm mí mắt cũng có thể là nguyên nhân của các triệu chứng này. Nhìn mờ hoặc là hoa mắt có thể gây ra do cận thị, viễn thị hoặc loạn thị và có thể điều trị bằng kính hoặc là kính áp tròng. Tuy nhiên, nhìn mờ hoặc là hoa mắt đột ngột hoặc kéo dài cũng có thể là triệu chứng của các tình trạng nghiêm trọng hơn như đột thủy tinh thể, tăng nhãn áp, bệnh võng mạc tiểu đường hoặc thậm chí là đột quỵ. Đồng tử bất thường. Kích thước đồng tử không đều được gọi là đồng tử dị sắc hoặc đồng tử có hình dạng bất thường, có thể là dấu hiệu khối u não, liệt kỷ thần kinh hoặc là chứng phình động mạch. Mí mắt sưng hoặc là đổi màu có thể là dấu hiệu của dị ứng nhiễm trùng. Tuy nhiên, mí mắt sưng hoặc là đổi màu dai dẳng có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như bệnh tuyến giáp hoặc là rối loạn tự miễn dịch. Đột ngột đau mắt hoặc là nhức đầu có thể là triệu chứng đáng báo động của các bệnh tăng nhãn áp cấp tính hoặc là viêm dây thần kinh thị giác. Nhạy cảm với ánh sáng quá mức được gọi là chứng sợ ánh sáng, có thể xảy ra vì nhiều lý do, ví dụ như nhiễm trùng mắt, đau nửa đầu hoặc là trầy xước giác mạc. Nó cũng có thể là triệu chứng của các tình trạng tiềm ẩn như là viêm màng não hoặc là rối loạn tự miễn dịch. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.